Chào các bác nhá. Giới thiệu với các bác các loại, các mẫu keo bẫy xẻ nhá. Keo bẫy xẻ mùa xẻ 2019 nhá. Bây giờ keo bẫy xẻ thì rất là nhiều loại. Có loại keo mềm, có loại keo chung, có loại keo cứng. Thì các bác nào là thợ chuyên nghiệp thì rất là rành rồi. Còn một số các bác cũng rất là đam mê. Các bác đam mê chơi bàn ngại thì tôi giải thích kỹ với các bác nhá. Thứ nhất là keo bẫy xẻ này ấy, là mình trước khi đánh là mình sẽ nhào nhuyễn, nhào mềm, dẻo để mình quấn vào cái cần hay là cái sào ấy, là con chim sẻ nó vỗ chân vào nó sẽ dính chân lại, hoặc là nó vỗ cánh mà nó dính cả lông vào để nó khóa lại nhá. Đấy, thì bây giờ keo bẫy sẻ này cũng rất là nhiều loại. Đầu tiên giới thiệu với các bác đó là loại gọi là keo mềm. Keo mềm là cái thùng này. Đây, keo mềm này. Đối với keo mềm này ấy nhá, đối với keo mềm này thì sẽ giúp cho các bác là đánh được buổi sáng sớm nhá, đánh buổi sáng sớm. Đây, đánh buổi sáng sớm này. Thôi được rồi, cái này đi. Đây, đánh buổi sáng sớm nhá. Keo mềm là cái keo màu nó thay đi. Màu xám nhá, keo mềm và keo màu xám này. Đấy, màu xám giúp cho các bác đánh buổi sáng sớm. Đấy. Thế tiếp theo là cái keo chung. Keo chung này. Là keo chung này thì hiện giờ đang có xô keo chung màu đen. Keo chung màu đen nhá. Mấy hôm nữa sẽ có keo chung màu xám. Các bác tùy màu nào thích màu nào thì chơi màu đấy, nhưng màu nào cũng dính nhá. Tiếp theo là đến cái keo cứng. Keo cứng ấy thì chủ yếu là làm cái màu xám. Xám này là xám nhạt này, xám nhạt này. Cái keo cứng nó đóng theo cùng từng cục như này. Thế còn có một số là làm màu đậm hơn một chút. Nó như này, này, chưa phải là đen đâu. Nó là xám đậm thôi nhá. Thì đối với cái keo cứng này ấy, thì sẽ giúp cho các bác chơi ở nhiệt độ cao hết cỡ luôn. 39, 40 độ, trên 40 độ, không bị chảy. Nhưng với điều kiện, các bác lưu ý kỹ nhá. Với điều kiện cái keo cứng này nó dính, khi nó đã có nắng lên thì mới dính nhá các bác nhá. Cái trường hợp mà chưa có nắng lên thì sẽ không dính. Đấy là keo cứng. Đấy. Thì các bác tùy từng mục đích chơi, các bác chơi chuyên nghiệp thì các bác sẽ mua keo cứng này để các bác đánh vào buổi trưa. Thế còn các bác mà chơi văn nghệ, mua khoảng 3 lạng văn nghệ đánh nhậu chơi ấy, thì các bác nên mua keo chung. Mua keo chung này thì sẽ đánh cho cái giải nhiệt độ là từ 35 độ trở xuống nhá, từ 35 độ trở xuống đều chơi được nhá. Thế còn các bác nào mà muốn đánh buổi sáng sớm, đánh sáng sớm thật thì các bác chọn keo mềm nhá, keo mềm. Đấy. Thì bây giờ hình thức mua hàng thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với các số điện thoại của shop. Shop bán thì là bán ít nhất là một lọ như này. Một lọ như này là bao gồm là 300 gram đấy, gọi là 3 lạng ấy nhá, 3 lạng như này. Thì cả bao bì nó sẽ hơn. Cả bao bì nó khoảng là 3 lạng rưỡi này, gần 3 lạng rưỡi này cả bao bì này. Nói chung là 3 lạng keo này nhá. Shop bán lọ ít nhất là 3 lạng. Đấy, ship đi toàn quốc, các bác ở đâu cũng mua được. Cứ cho họ tên địa chỉ sẽ gửi về tận nhà cho các bác. 3 lạng keo này là 250.000 các bác nhá. Bao phí chuyển phát nhanh cho các bác. Thế còn các bác mà mua 250.000 nhá. Còn các bác mua 3 lạng keo này mà mua chung với loa đài hoặc mua cùng với xào ấy, thì sẽ tính cho các bác là 200. Thế đây là tôi đã quấn mô phỏng là 3 cái loại keo này cho các bác xem này. Em cầm cái cứng này. Đây là kẹo cứng này, giữa. Đây. Giữa đây là cái keo này, keo cứng nhá. Đây, các bác xem này. Độ dính rất là tốt. Đấy, độ dính cực kỳ luôn. Thế đây là tôi mới quấn lên và nó mới ráo cái nước tay thôi. Cái tay mình khô mình sờ vào nó dính như vậy đấy. Còn keo này thì càng có nắng lên thì càng dính nhá. Càng nắng lên càng dính nhá các bác nhá. Lưu ý là nó chưa có nắng thì chim bẫu vào nó sẽ không dính đâu. Đấy, tiếp theo là đến cái keo chung này. Keo chung màu đen này. Đấy, keo chung màu đen. Đấy, dính cực kỳ luôn. Đấy các bác nhá, cái keo này ấy, nói thêm với các bác là thành phần tự nhiên nó nhiều, có nghĩa là thành phần mủ cao su nó nhiều. Khi các bác dính thì rất là chắc, nhưng mà khi mình rứt ra ấy là nó róc lông. Nó róc lông, nó không có bị bết lông, không bị dính lông nhá. Đấy, đặc biệt cái đặc điểm ưu điểm của keo mà shop bên shop cung cấp là như vậy nhá. Các bác mà đánh chuyên nghiệp, đánh phóng sinh thì cực kỳ là thích. Lông rất là róc, không bị dính lông nhá. Thế đây là cái keo mềm. Đấy, keo mềm thì gì? Thì sáng sớm cũng đã dính luôn rồi nha các bác. Buổi chơi buổi sớm thì các bác sẽ chơi keo mềm. Thế ngoài keo ra thì shop còn có đủ các loại loa điều khiển từ xa, loa độ siêu chéc, xào bẫy chim sẻ, dụng cụ phục vụ các bác nhá. Các bác có nhu cầu mua lòng liên hệ trực tiếp với lại
các số điện thoại bên trên màn hình. Hàng ship COD đi toàn quốc, nhận hàng có đồng kiểm, có kiểm tra. Còn riêng về keo là bao cho các bác, bao dính, bao ưng ý nhé. Các bác nào mà cảm thấy keo không phù hợp với mình thì có thể được đổi keo mới hoặc trả lại nhé. Còn keo này độ dính rất là tốt, các bác chơi văn nghệ để cứ chơi keo chung. Còn các bác chơi chuyên nghiệp đánh buổi nắng thì các bác chơi keo cứng nhé. Còn muốn đi buổi sớm thì chơi keo mềm. Các loại keo này đều bằng giá nhau hết nhé. Các bác càng mua nhiều thì càng rẻ. Mua ít nhất là 3 lạng thì 250, còn 5 lạng thì hết 350 là được bao phí luôn. Còn các bác mua đến 1 cân ấy thì shop chỉ tính 600.000 một cân thôi nha các bác nhé. Hàng thì ship đi toàn quốc, độ dính rất là tốt. Rồi, xin cảm ơn các bác, hẹn lại các bác trong những cái clip sau nhá.